hoa luôn là sự lựa chọn dường như không thể thiếu trong những dịp ý nghĩa như lễ tình yêu. Những lẵng hoa, bó hoa tươi thắm như là món quà tinh thần, là cầu nối, truyền tải thông điệp yêu thương và cũng rất dễ tìm mua ở các shop hoa tươi. Có thể có nhiều loại hoa để chọn lựa như hướng dương, oải hương, cẩm tú cầu, tulip. Thế nhưng với ý nghĩa là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, nên hoa hồng thường được nhiều người chọn mua vào mỗi dịp Valentine, nhất là hoa hồng đỏ. Thường thường là hoa đỏ chị, hoa đỏ người ta thường là người ta làm lẵng hoặc là người ta làm bó chị. Thường thường là bó là màu đỏ là chủ đạo, giá cả thì chắc chắn thì nó sẽ tăng rồi, tại vì nó là ngày lễ mà. Nhất là hoa màu đỏ nó sẽ tăng đôi khi gấp đôi, gấp ba. Bên cạnh hoa tươi, nhiều người cũng chọn quà tặng là những bó hoa hồng làm từ các chất liệu sáp, lụa, giấy kim tuyến với giá phải chăng và chỉ bằng khoảng 50-60% giá hoa tươi trong dịp này, từ 150.000 đồng đến 450.000 đồng một bó tùy mẫu mã. Những năm gần đây, các loại hoa như thế này không khó để tìm mua dành tặng người yêu thương. Nhiều chỗ bán thì nó cũng hoa tươi, nó nhiều người thích hoa này mà lại nhiều người thích hoa sáp. Hoa tươi một lãng người ta một lãng thôi là 500-600 ngàn rồi. Đó, giá thành nó cao mà cái này giá thành nó cũng đỡ. Ngoài hoa thì các mặt hàng quà lưu niệm trong đó có gấu bông cũng khá hút hàng trong dịp Valentine. Món quà này chưa bao giờ là lỗi thời, nhất là với những cặp đôi trẻ. Và vào mỗi dịp Valentine đến, một lượng lớn gấu bông tại các cửa hàng cũng được tiêu thụ trên thị trường. Giá cả thì cũng tùy vào kích cỡ và chất liệu của từng sản phẩm. Nói chung là bán gấu bông, bây giờ giá nó cũng giao dịch là bao nhiêu cũng có, 50, 60, 100, 200 tùy loại. Nhỏ thì nó rẻ tiền, còn lớn xíu thì nó 500-700. Món quà trong dịp lễ Valentine giống như chất xúc tác để tình yêu thêm nồng nàn, ý nghĩa. Có thể là những sản phẩm trang sức đắt tiền hay chỉ đơn giản là những bó hoa, những món quà lưu niệm ý nghĩa. Dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ thay lời muốn nói. Với mỗi người, ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Chính vì vậy, việc họ bày tỏ yêu thương, những lời chúc ngọt ngào, những món quà lãng mạn cho đối tượng họ yêu thương cũng đều trở nên thật đặc biệt.